ngạc nhiên. Tại sao con tôi có chuyện gì xảy ra không mà ông khóc? Thì ông này nói, do you know I am very old now? I will pass away when this baby becomes the Buddha. That's why I feel hurt and upset and I cry. Thì ông A Tư Đà này ông nói rằng là tôi đã già cả rồi, sẽ chết nay mai và không kịp gặp được cái vị thái tử hôm nay, cậu bé này sẽ thành Phật, cho nên tôi buồn, tôi đau đớn mà khóc. Và vua Tịnh Phạn hỏi này, and what happened for my baby? Vua Tịnh Phạn nói, chuyện gì xảy ra cho con của tôi ngày mai? Thì ông nói, someday, I'm sorry, someday his mom passed away. After 7 days, his mom will pass away. He cried. And the king was surprised. Và vua Tịnh Phạn rất kinh ngạc. Mới sinh thái tử mà 7 ngày sau thì mẹ chết thì con gì đau khổ hơn. I was surprised too. But someday he will be Buddha, he will be great masters for the world, for many sentient beings. Nhưng mà không sao, một ngày đây rồi thái tử đi tu và sẽ thành Phật làm thầy cho thiên hạ, cho chúng sinh, cho muôn loài. Và nói xong, ông Tiên A Tư Đà, ông đảnh lễ rồi ông về núi, ông viên tịch. So the old man we call the saint who is very old, more than 100 years, he go back mountain and few days he go to Nirvana. And that is true, a saint. After 20 years, the Siddhartha prince left his kingdom and practiced meditation about 6 years, and then he became enlightenment. Đúng như Tiên A Tư Đà kể, sau 29 tuổi, Đức Phật, tức là Thái tử Đắc Đạt Đa bỏ nhà đi tu 6 năm khổ hạnh trên núi và sau đó thành Phật. Hiệu là Thích Ca Mâu Ni. When he became Buddha and people call him the Sakyamuni Buddha because his last name Sakya. So including the Buddha and his name Sakya Buddha.